Xin chào các bạn. Như đã biết thì Galaxy S8 chính là những chiếc flagship mới nhất vừa được hãng điện tử Samsung giới thiệu. Với tư cách không chỉ là người kế nhiệm xứng đáng cho Galaxy S7 mà còn tiếp tục khẳng định vị thế tối cao của Samsung trên thị trường di động. Do đó, những chiếc Galaxy S8 đã dễ dàng chứng minh được rằng chúng chính là những chiếc điện thoại Android đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không phải chỉ những chiếc Galaxy S mới nhất mới là những chiếc điện thoại tốt nhất hiện tại, mà bên cạnh đó, những chiếc điện thoại Google Pixel cũng đã chứng minh được rằng chúng xứng đáng được gọi là những thiết bị Android hoàn hảo bậc nhất. Do đó, sẽ khá thú vị khi chúng ta đặt lên bàn cân nhanh hai chiếc điện thoại này với nhau để xem thiết bị nào sẽ có lợi thế hơn. Về tổng quan thì có thể thấy Galaxy S8 và Google Pixel thực sự là thú vị khi đại diện cho hai trường phái đối lập hoàn toàn nhau trong thế giới Android. Đó là cuộc so tài giữa những thiết bị Android hứa hẹn phổ biến nhất, dễ mua nhất chính là Galaxy S8 và kẻ ẩn danh được đánh giá cao nhất về mặt phần mềm được tích hợp Android nguyên gốc, Google Pixel. Với một thực kế là xu hướng chung của smartphone nói riêng lẫn Android nói chung là các thiết bị có kích cỡ lớn lại là những thiết bị được yêu thích nhất. Do đó, trong hôm nay chúng ta sẽ so sánh chiếc Galaxy S8 Plus và Google Pixel XL. Về kích thước, có thể thấy dù màn hình lớn hơn, nhưng số đo 3 vòng của chiếc Galaxy S8 Plus lại không lớn hơn nhiều so với Google Pixel XL. Điều này là dễ hiểu bởi siêu mẫu của Samsung có màn hình viền siêu mỏng cùng tỷ lệ màn hình 18:5:9 dài hơn khá nhiều so với tỷ lệ 16:9 của đối thủ đến từ Google. Bên cạnh đó, Galaxy S8 cũng được xử lý rất tốt các chi tiết trên dưới máy, giúp cho kích thước cuối cùng tỏ ra chân dài hơn so với chàng béo Pixel đặt bên cạnh. Một điểm khá tương đồng ở hai mặt trước của Galaxy S8 và Google Pixel XL đó chính là việc logo của nhà sản xuất không xuất hiện ở đây. Điều này đã giúp cho thiết kế của máy trở nên thanh thoát hơn, không bị rối mắt. Đây xứng đáng được coi là điểm cộng về mặt thẩm mỹ cho cả hai dòng thiết bị danh tiếng này. Độ phân giải của màn hình của hai thiết bị đều đạt tiêu chuẩn 2K 1440p nên sự khác biệt trong khả năng hiển thị là không nhiều. Có chăng là Galaxy S8 Plus có được lợi thế nhỉnh hơn một chút nằm ở màn hình dài hơn mà thôi. So sánh hai bên hông máy không có nhiều sự khác biệt trong cách bố trí các nút bấm, vẫn là hai nút tăng giảm âm lượng cùng một nút nguồn. Tuy nhiên, Galaxy S8 đã bổ sung thêm một nút gọi nhanh phần mềm trợ lý ảo Bixby được triệu hồi sau khi một tiếng chuông phát ra khi bấm. Bixby được cho là một câu trả lời của Samsung dành cho Google Assistant. Về cơ bản thì đây là một tính năng mà Samsung đang cố gắng biến nó trở thành một đặc điểm riêng trên các thiết bị của họ. Bởi thế nên dù mới chỉ ra mắt chưa được đánh giá cao bởi các chuyên gia, thì Samsung đã khiến người dùng buộc phải nhớ đến Bixby thông qua nút bấm thần thánh bên hông của Galaxy S8. Samsung đã trang bị cho Bixby một số tính năng khá hữu ích như tích hợp AI, có khả năng dịch hàng chục ngôn ngữ khác nhau hoặc nhận dạng sản phẩm thông qua liên kết với Amazon. Tuy nhiên, Google Assistant cũng không phải dạng vừa khi phát triển chính chủ với Google, đồng nghĩa với việc tích hợp sâu tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái của gã khổng lồ phần mềm Mỹ. Và rõ ràng là điều này sẽ có lợi thế hơn nhiều so với một thứ độc quyền như Bixby. Dĩ nhiên, việc đánh giá hai chiếc điện ảo này còn tùy thuộc vào thói quen của người dùng hoặc thậm chí là nó trở nên dư thừa với một số người sử dụng. Về phần cứng thì khi nói đến Android, chúng ta thường nghĩ ngay đến sức mạnh phần cứng và điều này là phần nào đó đúng khi so sánh giữa Galaxy S8 và Google Pixel. Galaxy S8 với tùy chọn RAM có thể lên đến 6GB, chip xử lý Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 mới nhất cùng khe cắm thể nhớ mở rộng đã dễ dàng đánh bại Google Pixel với phần cứng của năm 2017 với RAM 4GB, chip Snapdragon 821. Bên cạnh đó, Galaxy S8 còn được tích hợp dịch vụ thanh toán Samsung Pay, khả năng chống nước và sạc không dây. Tuy nhiên, dung lượng pin của hai thiết bị này không chênh lệch nhiều với con số 3500 mAh trên Galaxy S8 Plus và 3450 mAh trên Google Pixel XL. Về camera, Google Pixel tự hào là chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhất theo đánh giá của DxO Mark. Tuy nhiên, Galaxy S8 cũng đã được trang bị một thông số camera khá tương đồng, gồm độ phân giải camera chính 12MP, camera phụ 8MP, khẩu độ f/1.7, cùng hỗ trợ phần mềm chụp ảnh HDR cộng cao cấp. Nói chung, phép so sánh này chỉ mang tính chất tương đối bởi cả hai cụm camera của hai thiết bị đều là những cụm camera tốt nhất thị trường hiện tại, đặc biệt là khi xét đến riêng Google Pixel. Đối với phần mềm thì về cơ bản, phép so sánh cuối cùng này có vẻ tương đối chủ quan và còn tùy thuộc vào sở thích của người dùng. Google Pixel có điểm mạnh là được cài đặt hệ điều hành Android gốc nên độ ổn định và mượt mà trên thiết bị đã được đảm bảo gần như tuyệt đối. Trong khi đó, Galaxy S8 lại mang đến sự khác biệt khi tích hợp giao diện Touch Switch độc quyền của Samsung với các hiệu ứng bóng bẩy đẹp mắt cùng khả năng tối ưu cho màn hình có phần độc của nó trên thị trường.
Nhìn chung có thể thấy cả Galaxy S8 và Google Pixel đều là những chiếc điện thoại tuyệt vời và hướng đến những đối tượng sử dụng khác hoàn toàn nhau. Nếu như Galaxy S8 đại diện cho sự tiến bộ về công nghệ phần cứng của thế giới Android hiện tại, thì chiếc Google Pixel lại hướng đến dành cho những người mong muốn một trải nghiệm Android mượt mà đến mức hoàn hảo, cùng các tính năng ấn tượng. Tuy nhiên, nếu là một người dùng bình thường thì thiết kế sexy của chiếc Galaxy S8 sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình hơn so với người đồng cấp Pixel của nó. Video so sánh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!